Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục thanh trang, kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu với Minh Thúy. Tượng nữ thần tự do từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng lừng danh nhất trên thế giới và của nước Mỹ nói riêng. Công trình tên tuổi này là một địa điểm bất cứ một du khách nào cũng phải ghé thăm một lần khi đặt chân đến thành phố New York. Tên thật của bức tượng là nữ thần tự do soi sáng thế giới, Liberty Enlightening the World. Cái tên nữ thần tự do chỉ là một biệt danh du khách thường gọi. Đây là một món quà cho Hoa Kỳ từ người dân Pháp, được hoàn thành và giới thiệu tới Đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp vào ngày 4 tháng 7 năm 1884. Bức tượng nằm trong vịnh Bắc, New York, trên đảo Liberty, phía nam của đảo Alice, Nơi có nhiều người nhập cư vào Hoa Kỳ từ năm 1892 đến năm 1954. Khi thuyền vào bến cảng thì tượng nữ thần tự do sẽ là một trong những góc nhìn đầu tiên mà những người nhập cư sẽ thấy khi đến Hoa Kỳ. Tượng nữ thần tự do đã được biết đến như một biểu tượng của sự tự do. Trong tay phải thì cô ấy cầm một cây đuốc, bên tay trái cô ấy cầm một tấm bảng có khắc dòng ký tự ngày tháng tuyên ngôn độc lập bằng chữ số La Mã, tức là ngày 4 tháng 7 năm 1776. Một điều chúng ta không thể nhìn thấy từ ở phía dưới đất là một chiếc cùm và dây xích bị gãy. Điều này có nghĩa tượng trưng cho sự kết thúc của chế độ nô lệ. Bức tượng cao 46 mét, tính từ phần nền của bệ đế tới ngọn đuốc trên cùng, thì tượng cao 93 mét, nặng 225 tấn. Vào cuối tháng 10 năm 1886 thì một phái đoàn Pháp đến New York để làm lễ khánh thành một tượng đài cao nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Tượng nữ thần tự do được làm bằng đồng, ban đầu nó có màu của đồng xu, nhưng khoảng 20 năm sau, do tác động của không khí và mưa, kim loại bị oxy hóa đã từ từ và làm cho kim loại chuyển sang màu xanh lục. Loại kim đồng này có độ dày 2.4 mm, mỏng hơn độ dày của hai đồng xu của Hoa Kỳ. Bức tượng được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Pháp Frederic Auguste Bartholdi. Tác phẩm điêu khắc ban đầu từ đất sét cao 1.2 m, tiếp theo là một phiên bản lớn hơn, có kích thước lớn gấp đôi và được làm bằng thạch cao. Phiên bản tiếp theo lớn hơn nhiều, bằng một phần tư của bức tượng hiện tại đối với phiên bản sau cùng được chế tạo theo từng mảnh như vậy tượng sẽ phù hợp với việc chế tạo ở bên trong nơi sản xuất tại một thời điểm để gây quỹ thì đầu của bức tượng được trưng bày ở pháp và cánh tay phải và ngọn đuốc đã được trưng bày ở hoa kỳ vậy làm thế nào để có thể hoàn thành tượng bằng đồng từ mô hình tượng thạch cao tượng nữ thần phiên bản cuối cùng đã được thực hiện bằng những tấm đồng một phương pháp gọi là repose là một kỹ thuật sáng tạo kim loại dễ uống được tạo hình bằng cách dùng búa đập từ mặt sau để tạo ra một thiết kế nhẹ nhàng từ các mảnh nhỏ của mô hình bằng thạch cao với kích thước đầy đủ của một bức tượng và dựng một khuôn gỗ ngay tại bên cạnh nó sau đó các khuôn gỗ sẽ được sử dụng để tạo hình cho các miếng đồng họ sẽ đập những miếng đồng trên các khuôn gỗ cho đến khi phù hợp với hình dạng của khuôn gỗ. Sau đó những miếng đồng được hỗ trợ bằng những cây sắt. Như vậy đã có phần hoàn chỉnh của tượng nữ thần tự do. Tự những mảnh ghép đồng này sẽ không có thể giữ được trọng lượng của chúng. Nó cần một cấu trúc hỗ trợ và việc này được thiết kế bởi một kỹ sư nổi tiếng Alexander Gustave Eiffel là người Pháp đã sáng tạo nên tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp. Bộ khung này đủ sức để chịu được 600 lần xét đánh cho mỗi năm. Tượng nữ thần tự do có một cột tháp bằng sắt ở chính giữa. Chúng ta có thể coi đây là cột xương sống của tượng nữ thần tự do. Sau đó các sườn đỡ ngang nhỏ hơn được dựng lên chung quanh để hỗ trợ các miếng đồng của bức tượng. Cấu trúc cho phép bức tượng có thể đung đưa trong gió đến 12cm ở đỉnh đầu. Bức tượng đầu tiên được hoàn thành ở Paris, Pháp và mất gần 10 năm để chế tạo. Sau khi hoàn thành, nó được tháo rời thành 350 mảnh khác nhau, đóng vào 214 chiếc thùng hàng và vận chuyển qua đường biển đến Hoa Kỳ trên chiếc thuyền Asia của Pháp vào ngày 17 tháng 7 năm 1885. Cuộc hành trình vượt đại dương kéo dài hơn một tuần so với dự định và chiếc tàu chở một phần bức tượng nặng một tấn suýt nữa thì bị nhấn chìm trong cơn bão phải mất thêm 4 tháng để lắp ráp lại bức tượng trên bệ đế. Bức tượng thì do người Pháp tài trợ, nhưng Hoa Kỳ phải trả tiền cho bệ đế. Khi bức tượng được hoàn thành vào năm 1886, nơi này được gọi là đảo Bedwell, nhưng ngày nay nó được gọi là đảo Liberty. Riêng ngọn đuốc được mở cửa cho du khách viếng thăm, đến năm 1916 thì bị hư hỏng và bị rò rỉ nước mưa. Năm 1986 đã được thay thế bằng ngọn đuốc mới đẹp hơn, được dát bằng những lá vàng 24 carat. Giữa những năm 1886 và năm 1906, tượng nữ thần tự do đóng một vai trò là một ngọn hải đăng để soi đường cho tàu thuyền đi vào bến cảng New York. Nhưng vì ánh sáng không đủ mạnh để hướng dẫn cho các tàu đi lại sau khi mặt trời lặn, vì vậy hải đăng tự do đã bị đóng cửa 16 năm sau. Để đến đảo Liberty thì chúng ta phải đi phà, được khởi hành từ hai nơi. Liberty State Park ở New Jersey và The Battery Park ở phía nam của Manhattan. Mất khoảng 15 phút để đến đảo Liberty. Đảo có diện tích dưới 15 acres. Trên đảo có Flagpole Plaza, trung tâm thông tin, có cả quán cà phê, hiệu sách và những cửa hàng quà tặng. Còn bảo tàng tượng nữ thần tự do được mở cửa vào năm 2019. Vì vậy, đây là một tòa nhà còn khá mới. Theo con đường để đến bức tượng, có rất nhiều khu vực để đi bộ chung quanh đây. Bằng cách này thì chúng ta có thể nhìn thấy cận ảnh bức tượng. Phần thấp nhất của dưới chân bức tượng giống hình ngôi sao. Đây là dấu vết của một căn cứ quân sự cũ, được gọi là Fort Wood, một vị trí chiến lược để bảo vệ New York khỏi sự tấn công được sử dụng vào đầu những năm 1800, nhưng nay là phần bệ đế của tượng nữ thần tự do. Khi mua vé vào phần bệ đế thì chúng ta có thể đi bất cứ đâu từ phần trên của bệ đế cho đến khu vực quan sát. Nếu như muốn đi vào bên trong bức tượng, chúng ta sẽ cần mua một vé khác để đi đến vương niệm. Hơi khó một chút để có được những tấm vé này. Chúng ta thường phải đặt trước một tuần hoặc thậm chí trước hàng tháng tuy nhiên vì đại dịch thì chúng ta vẫn có thể đi đến đảo nhưng không được phép vào bất kỳ nơi nào của bức tượng hy vọng rằng điều này sẽ sớm thay đổi để vào bên trong bức tượng thì chúng ta sẽ đi từ những cánh cửa được gọi là centennial doors hãy nhớ rằng chúng ta cần phải mua vé để đi vào bên trong phần bệ đế muốn đi đến phần trên cùng của bệ đế ở đây thì chúng ta có hai sự lựa chọn đi thang máy hoặc là cầu thang bộ có 192 bước lên đỉnh của bệ đế. Ở bên trong thì chúng ta có thể nhìn thấy cầu thang để đi lên và cầu thang để đi xuống. Có 7 tầng ở bên trong bệ đế. Ở tầng 3 và tầng 6 thì chúng ta có thể ra ngoài và quan sát các khu vực chung quanh. Nếu chúng ta có vé đi lên vương niệm, sau khi lên tầng thứ 7 thì chúng ta có thể bắt đầu leo lên đỉnh của bức tượng theo cầu thang xoáy kép. Một chiều đi lên, và một chiều đi xuống. Những cầu thang này rất hẹp, vừa vặn ở giữa của cấu trúc hỗ trợ. Nơi đây cũng có một vài nơi để nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi và cũng có thang máy ở bên trong bức tượng sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ chở được 3 người và có thể dừng lại tại một số tầng dọc theo cầu thang xoắn ốc. Theo quá trình leo thang thì chúng ta có thể nhìn thấy những khung sắt để giữ bức tượng và cuối cùng, chúng ta lên đỉnh của cầu thang xoắn ốc. Khu vực này được gọi là Vương Niệm. Tổng cộng chỉ có khoảng 240 người được phép đi lên trên phần mũ Vương Niệm mỗi ngày. Mỗi nhóm là 10 người, mỗi giờ có 3 nhóm. Chúng ta cần phải leo 377 bước để nhìn hết tất cả 25 cửa sổ thiết kế trên Vương Niệm của nữ thần. Khi xong ở đây thì chúng ta có thể bắt đầu đi xuống ở phía bên kia của cầu thang xoắn kép. Năm 1916 có một vụ nổ ở bến cảng New York đã làm hỏng bức tượng. Kể từ đó ngọn đuốc không bao giờ được mở lại cho công chúng. Tuy nhiên nhân viên bảo trì vẫn phải thỉnh thoảng leo lên ngọn đuốc. Ngay ở cổ bức tượng thì chúng ta có thể thấy cánh cổng cho phép tiến sát gần cánh tay và ở trên cùng có một cánh cửa nhỏ mở ra bên ngoài của phần đuốc. Trên khuôn mặt bức tượng hầu như ai cũng cho rằng đây chính là hiện thân của vị nữ thần tự do La Mã có tên là Libertas. Tuy nhiên, câu chuyện được chấp nhận rộng rãi đó là Auguste Bartholdi đã tạo khuôn mặt bức tượng dựa trên gương mặt mẹ ông tên là Charlotte. Tuy nhiên, nhà văn kim phóng viên Elizabeth Mitchell lại cho rằng thực ra nhà điêu khắc này đã dùng khuôn mặt của anh trai ông để tạo mẫu. Tượng nữ thần tự do chúng ta có thể nhìn thấy tại đại lộ Las Vegas nổi tiếng. Du khách có thể tìm thấy phiên bản nhỏ hơn của tượng nữ thần tự do tại Jardin du Luxembourg ở Paris, Pháp. Đây chính là bản thể đầu tiên của tượng gốc được đặt ở đây từ năm 1906. Một phiên bản khác của công trình nổi tiếng cũng từng được dựng lên tại một hòn đảo ở sông Sen, Pháp nhân dịp kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp. Mặc dù việc xây cất bức tượng bắt đầu từ năm 1884 nhưng không được hoàn chỉnh và được tiết lộ cho thế giới vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Quốc hội Hoa Kỳ đã biến nó thành một phần của nước Mỹ vào năm 1956. Theo thống kê, số liệu năm 2009 Số lượng khách thăm viếng bức tượng nữ thần tự do nổi tiếng này có khoảng 3.2 triệu người đến nay, còn số đó có thể còn hơn nhiều. Hy vọng rằng sau các hạn chế COVID, chúng ta sẽ được vào thăm ở bên trong bức tượng nữ thần tự do. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTNDC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Thanh Trang kính chúc quý vị có một buổi tối thật an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.